Thưa quý vị và các bạn, hiện huyện Bảo Thắng đang tổ chức tiêm đợt 13 cho các đối tượng ưu tiên. Ngoài các điểm tiêm cố định đặt tại trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa huyện, công tác tiêm chủng lưu động cũng đã được tổ chức thực hiện nhằm tăng tốc độ bao phủ vaccine cho lực lượng quân đội và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn. Sáng 23 tháng 9, hai bàn tiêm vaccine COVID-19 lưu động đã được thiết lập tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho gần 300 hạ sĩ quan, binh sĩ của tiểu đoàn được tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 kịp thời, đúng tiến độ. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quân đội, đơn vị đã được tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19. Chúng tôi cảm thấy yên tâm công tác và luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, nhất là nhiệm vụ phòng chống dịch COVID. Để công tác tiêm chủng được diễn ra thuận lợi, trước đó lực lượng quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phối hợp cùng các đơn vị thực hiện rà soát kỹ các đối tượng, lập danh sách, sắp xếp lịch tiêm và chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo công tác tiêm chủng được thực hiện nghiêm theo quy trình một chiều. Chúng tôi đã bố trí các điểm tiêm, đảm bảo cơ sở vật chất, có khu vực chờ tiêm, khu vực theo dõi, sau tiêm. Cùng với đó, lực lượng quân y chúng tôi cùng với Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng đi kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tiêm COVID-19. Thời gian này, Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng cũng đang triển khai tiêm vaccine mũi 1 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Với mục tiêu không bỏ phí bất kỳ một liều vaccine nào, trên nguyên tắc tiêm đến đâu an toàn đến đó, Trung tâm đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn. Để đảm bảo công tác tiêm phòng COVID an toàn, thì Trung tâm đã đào tạo đội ngũ cán bộ đảm bảo về chuyên môn nghiệp vụ từ xã đến trung tâm. Khi tổ chức các bàn tiêm lưu động, thì Trung tâm cũng đã sẵn sàng về nhân lực và trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng COVID. Tại mỗi điểm tiêm thì đầy đủ oxy, đầy đủ xe cứu thương đấy, và có những cái bác sĩ để xử lý khi mà có phản ứng sau tiêm. Tính đến ngày 23 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Bảo Thắng triển khai tiêm được trên 18.000 mũi tiêm cho các đối tượng ưu tiên. Trong đó hơn 5.000 mũi tiêm đã được thực hiện thông qua hình thức tổ chức bàn tiêm lưu động. Việc chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn trên diện rộng là điều kiện quan trọng giúp địa phương tăng mức độ bao phủ vaccine, hình thành rào chắn ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập ngoài cộng đồng.